Som chun rương thangay chuop thangay prot phía ti pi. Vẽ ti pi om rê tục. Bạ xa bạ xây srai chriêng rung pong lơ mêch prak xa. Vìa dù phát đông bộ bộc, áo rô sát đệ đá bênh tới về hà. Xóm bạch, con bóng đếch lưu kre, bôn lưu thang ngay chăng châu tam bóng ụt. Nẹ cầm lo xóm hà, dốc đáy băng phânêch rô ụ. Nẹ nà kê mục bọc bóng ụt, thang ngay chăng phânêch lăng ná. Xóm lên nhà ri mà nẹ, bôn lưu làng. Cư mạ, lồ môn phânh nhẹ hơi, chong đê trọng mũ đo ná. Còn tại lưu xâm lê nhờ bò mặt đài xong bắt tù ngược giang rồi hà dược đáy cả đọc bà thớ một chù. Chư cả bà khăn ná, mà mọc đo dù hà vậy. Hết ý của một ngạch ngạch bạc ní, mình tù rồi sắp một bạp môn, cố nâng tư tổ tù. Nẹ sri âm ra, với bà hà chì sai sập chân âm phái. Tại xâm rõ sát, mình chán dụ vẹo vây lai. Cái ưu phânê một thà là bố bánh đôi phiếp đạch sạch. Cọt tộp tàn cài tam vây rộ bọ cọt xanh xóm ịt cho. Tật mục một môm. Nẹ sầy âm ra mơ mốc côn bró mục xmà. Bờ mạ prap anh môn xmàn thả mạ ban khơi giọp hiệp rộ bọ côn bró mạ bẹp ní hả? Mùi thang ngay thơ khuôn khám miên bởi giáo. Mình cất chui thơ ca bong bró nâng mạ xó. Xóm bạc nhỏ nhầm sở cho bì lưu kre mọc áo mạ đài rộ biếp dột chật. Miên bóng nạ chui mạ hai, mình chăm bạch con tê. Pro mạ có đăng thà, con mình cho chất phơ nạ chùm nuôn tê. Con cho chất phân nạch đoàn trây tràn chiên. Cho chất, rư mình cho chất, có trơ tài thơ. Pro mạ mình át nơ cổ cổng ca nghe bẹp ni rồi hô tê. Bột thô mạ, con nể dễ bẹp ni. Mạ nơ răng mòm sân sạp. Mên hai, ca nghe nơ tê nút cho phai mên tê. Tự mạ trò lọc một vinh bẹp ni. Nẹ sầy âm ra cổ vi cơ bàl. Nơ tê, lúc đề viết mình toàn xâm ra chất cho bà lo khăn ông ca đã hôn cho mùi dương tê. Tô bây bê ní, ca thơ chấm ca cả xu cầm bông tay đầm nà ca lo cổ đau. Trong bố nẹ rốc xì thôm thôm, môn nâng thơ ở mùi mùi kia kết cu xâm bàm ná. Mạ trong bàn đâm tôn ở bàn tràn, can tay bỏ xa. Bố dưỡng trời ca bụng rít chồng ca cầu su rồi bỏ dưỡng ôi thông chuyện ni. Xòm bạch mớ một mà đáy trùng ngọt. Khi nhau mình dô xó, cửa xa dưỡng bên ni, mình miên ở vầy khoa khát ai ná. Chồng ca cầu su dưỡng có thông đáy. Đôi chia mình chạm bạch trời ca nạ chôl hôn xây tia tế. Mạ cũng không prăng prăng bê, kết đo xô cập hiệp luôn anh khá phong. Côn bỏ rõm bì mạng ná. Nẹ sầy âm ra, ông á có ba con bró thân ôm, nhờ nhầm sáng ngột. Ba con bà rõm bì mạ, con trời thơ tam xong đây rồi bỏ mạ. Con thơ khuôn bẹp ni, ôi mạ bà rõm bì con rõ thang ngay nu. Thang ngay kreoi, mục rõ bò rục si tiếng ọ, con chỉ nẹ mơ khó trơ. Đôi chân ấy, cô tài prăng prăng hạt riêng bản đa tơ. Xong bạch mơ mục mà đầy sờ lờ tiếng mình ọ chật. Bọn tay cực giang, chia rồi bỏ cửa xa bóng nạ tìm mạ. Bộ dương cửa tài chọp sạch nhiệt, miên hôn bẩn tích bẩn tui, đai lục bộ bỏ cổ lòi môn bêl quạt xa lạp. Mà giang tiết bên ni, tụ bây ca nghe chế tràn, mạ cực cồng. Tay môn nâng cửa công tay bỏ cổ lòi bóng bỏ vinh. Bỏ cốt, tự miên sật cực cồng lưu trọp xâm bắt tặng ổn ni. Nẹ sầy âm ra chốn chanh cháu mục xa mờ, ruột thom xâm ruột phơ thoa mạ đa, tè xa má xâm bát tịch. Công xô nôm chân, phơ tam tài mạ prap tư, cư bàn hai. Chạp tử ngột tực, hái cho tài nhằm bỏ bò chờ mùi mạ nơi kháng krau, mạ miên rương trong prap con. Nô rẹ xong hà ngủ cả bàn, ruột ngớp đa tư bẩn tốp tực. Nẹ sầy âm ra mưa tử con bỏ tức mốc trừng cực. Khnong kai phnech bong kop doi kdei kong vol lea bong kop. Hai ko po peng doi at kong bang chak sre. Pon tai khmier nea na ai sman dung tha kot kong pong kut away te. Nea sre amara cho tư khang kraom rong cham koon pro. Kwa tư tai tra lop mo pi borate pru barom pi koon pro.
Cọt chong ở kê một mươi cọp cọng, một cọp bò rốt xí chùm nô cọt. Bọn tái xâm bắt mạnh bán đôi chất cọt xa. Bộ kê hạ đôi chê mân rổ vô chê mũi nâng rừng trọp xâm bắt lai. Mùi tháng ngày kê cho chất lên đòn trây tử vinh. Mình khóa khóa thả, mà đai prang prang dạng na đọng bay kê tê. Nơi khốn nông bánh tốp tử tù lập nhiều. Rò tả nạ, nạ srei à mà ra, xâm bắt. Ông cuối hậu bỏ bò chôm khỉa. Ông môm nâng rẽ xe mây. Lược tật phái chờ. Nâng cà phê mọc đã áo rô tật nạ. Nẹ srei à mà ra. Nâng xòm bạc. Nẹ srei à mà ra. Lược cao tật rôi phát bàn tích. Phê điên mớ rẽ xe mây. Nẹ bòm rào thầm mây mên tế. Ông môm nhỏ nhầm tọp. Đói cô rụt. Niên chỉ khu mùi rõ bọc nhóm nẹ srei. Pì môn rùa nơi chìa mùi dì, pì nì dì sạp tư mục sông nơi bòm ra, còn bàn bạc khai khá đám bay riêng bánh to. Nẹ srei ám ra ngô kà bà. Lò hai, pà tè dướng cầm bông tài khóa nẹ bòm ra phong. Chì bị xe, pì lò khu mùi nạ riêp ca rùi, nâng miên nẹ chăm bòm ra khu mùi phía. Rẹ smây áo mục cho tất mốc kriêm kròm. Rò tà nạ mơ mục rẹ smây mục móm bánh tịch. Bố kế mình chôl chật rẽ xe mây. Đông bốn ảnh nật đáy chế khmên còn bì. Rùa nơi rô sát ổn đẹp. Tài bêl nực hình đo rương dục mình. Thư ở nhẹ dô thà. Sri lô trong bà xong rõ tẹt tiên xong bát. Miền nộp xong hà lơ cáo cà phê phật bánh tích từ hợp xùa. Nẹ mình. Nhông trong chôl tờ rung chạm mơ bánh chi bánh tích. Bố lư lục mê cả đẹp bạp thà. Cho cơ sư dương chân nằm ní bảo mốt bàn tích nà. Mình cổp chấm nôn đánh phí nhiều trừ ca. Mà giang tiết bánh chi chấm nạch đô chỉ miên bà nhà ha. Nẹ srei ám ra prái mục xa mơ bàn tích tựp tọp. Mình dù thà nạ cầm toàn châu rung chạy. Cua tài triêm khá luôn đám bay riêp ca lò chiêng. Bố chá chá đồng nôm thà. Môn bê riêp ca. Mình ai con cầm lo con cổ mông đau bà đê bà đá tê. Mình khát miền rương tiết. Trong nay rương nửa rung chạc, trong mình bị nật mơ. Rồi tả nạ trưng kết bần tịch tớp ngô cả bà. Nẹ srei ám ra, nghĩa rốt xong bát nhờ nhầm. Xong bát, mạ miền đầm đăng lỡ trong bạp con. Mạ ban rơ thang ngay lỡ xong rạp con rùa chai. Xong bát lứa cà phê phật bần đà xua mạ đáy bần đá tèng chngòl. Thang ngay lỡ y tư mạ. Cứ thang ngày riêp ca nâng ná. Còn tại lưu thang ngày riêp ca xong bắt chlu cà phê pro bình mục rô tẩn ná. Xong bắt đã kêu cà phê cho hốt cổ đá chuột mục áo rô tẩn ná. Hai nị dí xong tù. Xong tù bông, khá nhóm khá miên chê tẩn ná tê. Rô tẩn ná cổ vi cơ bá lhù chật. Anh ní, bột chìa rô lạ ớt mên. Rẹt mây lùi mớ mục rô tà nạ nâng xòm bát trong ó xòm nơi tái mình hiền xài. Xòm bát mớ mục mà đài. Rịp ca cho mùi nẻ nam á. Hai đây mà mình bạp con muốn. Con mình toàn trong rịp ca tế. Nẹ srei ám ra nhờ nhầm. Mình chóng có trời tà rịp ca đai. Pru mạ nâng bông chẳng thá xòm rạch khní rùa chai. Pêl bì lìa có trìm rùa rô. Trong nay con vinh mình bắt riêng mà vây tế, tục ở mạng chặt chai. Xong bắt chuông trên cháu mục xa mờ. Má, ni chia xa mây ấy từ hai, nơi chạp con xong cùng khía tiết. Con mình bán sổ lanh srei mà nẹ nụ tế. Mục mọt dàng mạch con mình đa khơi. Con mình prom tế. Nẹ srei ám ra prái mục mòm mưa tứ con pro. Con mình chạm bạch lược hai phòl tế. Tôi dần ná có con trời ta riêp ca. Riêp ca hơi, rùa nơi chờ mùi khía dù cung tay sổ lanh tê. Mà giáng anh mình chăm bạch bà rộm tê. Mà rư bà bôn ở anh cứ bà cót chỉ srei đai là ồ xa. Hơi xạ xong chờ mùi con pro mạ. Anh mơ bông pro anh tư. Srei đai mạ rư ở kì cứ xa. Hơi xong nâng kì bòm phót. Kì kron chỉ khmùi nư sdap xong đi mạ. Cho anh chỉ còn, hai đấy mình prom thư tam mạ xo hình chân. Xong bạc prai mốc rồi nhờ, ngược cho tên mến sạp bài chật. Mạ trong thư ấy có thư cho. Tại bởi thằng ngày kroi miên rương ấy, mạ công bẩn tô thà mốc việc nhông. Pro ca riêp ca đây mình men cát lang được cái đấy này hà.
miền thang ngày ai rồi nơi chôm khnề bàn lai nẹt cầm lọ đa chén lươn vừng tô bay kê mình chọn riệp cà mình trôi chật cà chạp bằng khom con tái nẹt mình ai chấm to chật mà đai tê pro cần lòng một mà đai tam chật nẹt rò hốt nẹt sấy amara cờ vi bá tịch tịch ta mới cồn pro con mà nẹt ní bất chỉ rừng ru men rò tận nạ sáu nhầm nhầm đua bọ bò nhầm bẩn đà tóp bẩn đà kê nơi khmer tay tại bài ni châu nẹo mình trong ở kê riệp ca cho mùi nẹ na cứ khmui can chả na con lục chồng tiêu chẳng tha mất phẹ rõ bò mình ca đầy mình trong ao sầm bát riệp ca đạp bay cai à na cột rõ bò kê ba ao kê rơ khluôn anh mình khai kê tư sổ ba dục sợi ai na cô mình đăng vông trò câu bụi ẩm bô cô mình score ca đầy đó tam chảnh chám thân nó mình xạ xong dục một đám khăn phang mía tê cục giang đại minh thư sắp sang tay đảng bay bù ai minh sừng khâm tha khmui nã mình khâm đừng minh đại lão khmui riệp ca chở mối sáu phía tên nã rồi tận nã nhờ nhầm tò ở tê nẹ minh sáu phía chia nề ri đại sáu sa thả nã cua sa rồi bỏ niếng cô sạ xong đừng khmui mà giang tiết khmui có khmien snai hạ đại chủng bẹ chủng vân khnông chỉ vật đai khmui đừng tha minh cật cù đòi khmui nẹ mình priệp đôi chìa mà đai tê pi rồi bọc mùi bà khmiên mình nâu mưu cực rộng khăn ông cổ sàn đi bà gọt chìa bị bạc sạp hai bà khmui mà nẹ anh mình ai cho tôi khó trâu bàn tê rẹ xmây khảm mọt sơ đát chân chìm bà đồn sầy priệp đôi chìa trâu kê cho bạch cổng tịch khái chìa là ông thù lì kèo phânê sầy kè đào phì chôl nết chả ra chóng thẻ cho tai niêng cỏ mồm khom sòng cọt chật lép tật phne téng uồn nèn bịa sòng đây rọ bò nẹ miền trò bớt chế prôn đèn một sru chạ tùm lu bệ đôn nè ri kri cro đối chế rụp niêng mân sman tha rò tà nạ nì dê chênh mộc ban tha kế khmien snai ha chùm pẹ chùm pân téng đèn kê thlọp đọt thụp cô rốp đôn ta chế bùi niêng tùa bay bê nụ khmien bị thi thông đồng bon tái sòng rạp niêng cư chỉ ca trông chạm ở mùi chỉ vớt hái xa cha không chật thà rò tà nạ tay mà nẹ cột cư chỉ ở đây xong rạp rò tà nạ vinh cứ chỉ rương đặc miền này mình biết được không ca trông chạm rò bó kia tử vinh xây lỗ bầm rộng đa chênh bố niếng mình à trông sạp sống đây đa thứ ở niềng chư chạp bàn tia tê rò tà nạ điên phânêch mưu múc rẻ xa mây niềng trông tử nạ ông móng mình bán bằng riêng bì rồi bì rồi bóp nước nông phát tế thế. Châu vay nhà mình toàn hơi, nẹ bòm ra thì mình sật đời chân tế. Rẹ xe mê tụt ngọ chụp xe nghiêm, áo mục cho về trà tên uế đàm cò. Xong tô, nẹ bro. Nẹ sầy àm ra, mơ múc ra tà nạ phén bần tế. Bro cần lòng mô kế mình thlọp cạch đã nẹ bòm ra bài bà ni tế. Công bỏ căn khí ấy khá mùi, tươi tay một nữ cư hình chân hai, bằng riêng tam đầm nào ở tư. Mình bàn tê mình, bao xe lột đạ, nôm tại bàn chất, chuôn cá bêl thư lọ đạ, bái chữ dô thả dưỡng miên chất xin tử vinh. Nẹ sầy àm ra sát nhầm nhầm, luộc mơ mục rò tà nạ, bên ní kê chạp đàm chè cực cù hai. Cốt mình chạm bạch bà rầm, khát kê tử miên ở vầy bà đê bà đà, chia mũi nâng sầy sầy, đà là khmien vùng trò cầu cho bà lo. Nẹ sầy àm ra, áo rẽ sầy bà mô chán tự tục, bà cốt miên ca rò vô tử rung chạ. Ta mơ rôp sầm rò rò bò rẽ sầy, cư khmien ở vầy đà lưu áo bà rầm tê. Tô bấy chê niêng sát bàn tạch mên, bàn tay khmui bà nâng côn bà hai chia mình dục nê sầm lăng mơ sầy bà rơ khăn bà tê đai. Rẹ smấy cho liêng chàng tên phlức à rộm hẹt ấy snai prai chỉ sắp từ vinh niêng bàn thơ vầy khâu chấm bố kê tư tớp kế chôn chli bẻ đông niêng bẹp ni srei lộ mình đăng tê tha niêng ai trom rô nơi tì ni bán đọt ngay nà tê bố rô dạ bê nơi tì ni mùi thang ngày priếp đấu chi mùi chân năm sầm rạp niêng chân bê bê lia đà chư chạp đà dượt na bọn tái xâm rạp bêl về lìa đại rịch rì vinh cư trông mùi bọc rạch phânê bẩn nô.
កំពុងផ្លឹកអារម្មណ៍សំលេងសម្បត្តិធ្វើឲ្យស្រីល្អភ្ញាក់ព្រឺខ្ញុំសូមទឹកមួយកែវបានទេ ตัวใบเนียงเจเนี่ยกรอปนตายเนียงมันดาลเกิดโยคลวนปราณเติบโดหนึ่งประเตสรอสรีตังจัดทาสู้หอดกายเวตเนียยังนาก็มันลวกคลวนดาใบเพียบสรนกสรวลได้ปรัวเปนี่เนียงเมียนแต่คลวนมวยขมิ้นบรรตกเอาไว้สำหรับไรปนเตโดยชนะประกอมมันสำคัญสำหรับเนียงได้สมตรมแต่เมียนกันไลนโรเมียนใบยำคือกรบกรวนหาย สมบัติเคยเรียสมัยเทวรักดูเจคลาดเนี่ยเมียนโดบสังหาสู้แต่งฉงอลมุกยมอักระคลังนะเมนเต้เติบเนียงมันเฮียนมือใบนี้เรียสมัยกรวีกบาลแตกๆตอบแต่งเอาหมกจอออบเต้มุกระบอเนี่ยเพราะโดยตัวก้อนจังปังตายขยมเจเนี่ยบำรามันเมียนสัตว์สำลังมุกจะไหวเต้ สมบัติจรวนเจนจามดะแก้วตะจอเลือตกรูโยกใดพื้นจังกาอ้อยสรอสเรงเงือบสำลักมกีเรียสมัยจังเกจจันแต่เกจเหมือนตอนปรัวสมบัติจับใดจอเรียสมัยเบิกในกระลองมกสเลสลางเนียงคลาจรอตนะหมอกเคินจะบ้าจะยุลจะรอลอมเลือเนียงเหมือนคานสมบัติเหนื่อยยมสระ สมัยนี้เธอหายเนื้อประกันจมปูเรื่องแบบจมนอนเตี้ยสกอเตี้ยแต่เนี่ยบ่มร้าก็มันนู้บ้านเนียงเธอกาเหมือนเฮียนเมือมกจะวายหายได้แต่บอกนี่บอกนู้มันระแต่คัดงนโง่หายเต้ขยมจองหมกสมโตเนียงจมปูเรื่องหยบมันขยมสระบังเหมือนดังคลวนเหมือนดังเธอใส่คลาเต้ปนตายขยมในจำสระไปสระเปิลได้บ่ขยมเธอไว้เลือเลือเนียงเนียงกลมคังขยมไอ เรศมัยงูกระบ้าเตะเตะมุกใส่ลางกระหอมดอยกระดิ่งอ่อนสมบัติสำลังมุกใส่แพงบันเตะมานวิอุตินเตะเตะจ้าจ้าจ้าปรับทามันเอาไปประกันมนุษย์ระวังเตะบ้านเนี่ยเพราะจ้องในยีไตปนนังขยมสมแต่เทวกาสันหายสมบัติเนี่ยยมเล่นได้เรศมัย เฮ้ยเตรจำทาทั้งไงเกล้าไปในยีจมวยขยมมันบัดเอาหมกจอเตะโปรขยมโจลจัดหมกเนียงเปลี่ยนเนียงเอ็นใบนี้กูเอาสระลังนะดังเตะเนียงชมวยได้เปลือสมบัตินี่ยีใบนี้ใส่หล่อกันแต่เอ็นเฟยดองมานาวิชลีจีอาบันหลอบก้าเอ็นขมาขยมชมวยเรศไม่ชาวหล่อเพราะยับเงยเตลียงจานบันต่อ สมบัติตามมือเรียสมัยอ้อสมนัยรวยดาวเจนเตอร์เฟอร์เอาเรียสมัยหาทูตรงบันเต็ดปลัวบาสมบัตินื้อตีนียูตีดเนียงกระมอมปรากฏเจทเวอร์ไว้เหมือนกาดลายดาวซาแต่กีโจจัดเนื้อกบายเนียงเปสไรล้อมันจังเอารอตนะกฐาเนียงปราสมรอแตะตรงปอนกีลาย เลียงจานตกดะโรยรอยเรียสมัยโจลเตอร์บรรทบเนียงโปรโมลสำเร็จบำเปียบเบาสราบท้ายรัตนะโจลหมกนองบรรทบใส่บัตเวียบรรทบจอเรียสมัยเบิกในกระลองตึกมกเหยียบอาอุตินเตกเกตเนี่ยโปรเมียนกาไอปลาเนียงขยมรัตนะโยนย้ำจองหมอดสำล้อเรียสมัย มันจำบัดหมกเฟือรักเปียสเพียเรียบซาจมปูหมกขยมตีขยมเกิดหาเรื่องหยบมันยื่นในเยคเนียจะบ้าหายหายไอเนียงเนยแต่เพียยืมเอาได้ปอนโปรขยมตีขยมปราบเนียงเอาจะบ้าถ้ามนุษย์ใส่โดยเนียงบานตรมเจียระบอกกับดาวอารมณ์ปนเนาะเรียสมัยขามหมดซ้ำลังรัตนะอย่างหมดมานาวิแต่กำเพียงเนี่ยกำล้อแต่งคังตึกพเนจรมิลสระได้หัวจัด ตรมแต่เกทเวเชียมันสกอลเนียงคือเทเวอเนียงชื่อจับคลังนาเตอร์ไฮปนท้ายมันสมาหนึ่งกาได้เกเบิลเงียเนียงมาดองไฮมาดองเตียดโดยชนะเตโลกอาเทเวเชียมันสกอลใส่ไกรกรอเท่าเตียบโดยขยมบาน
ប៉ុន្តែលោកគ្មានសិទ្ធិមើលងាយខ្ញុំទេទោះបីខ្ញុំជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនេះតែខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសដែររតនៈបើកភ្នែកក្រឡងចាប់កញ្ឆក់ដៃរស្មីអស់ទំហឹងធ្វើឲ្យប្រានស្រីជ្រុលទាំងចំហមកលើរតនៈមានអ្វីខំប្រឹងរឺទាំងមុខស្លេស្លាំងដៃស្រីប្រែជាក្រហមដោយសារតែអ្នកកំឡោះច្របាច់ខ្លាំងពេក ប៉ុន្តែនាងមិនធ្ងោបង្ហាញភាពឈឺចាប់ឲ្យនរៈសង្ហាអាណិតឡើយព្រោះពេលនេះក្នុងចិត្តនាងស្អប់រតនៈខ្លាំងណាស់តួគេជាបរិសទីមួយក្នុងជីវិតរបស់នាងជាបរិសដែលនាងស្រឡាញ់ដំបូងក៏ដោយប៉ុន្តែទង្វើដែលគេធ្វើចំពោះនាងពេលនេះគឺធ្វើឲ្យនាងឆ្អែតចិត្តគ្មានពាក្យថ្លែង រតនៈរុញរស្មីទៅលើអិតអស់ទំហឹងញញឹមស្ងួតភ្នែកគេមើលទៅរស្មីស្មើធេងហើយសែនល្ហល្ហេវហាក់ដូចជាមិនដែលមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយស្រស់ស្រីឡើយខ្ញុំនេះដែលធ្លាប់ស្គាល់ស្រីដូចនាងបើខ្ញុំស្គាល់នាងមែនរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើជាមិនស្គាល់នោះព្រោះមនុស្សដូចខ្ញុំបើស្គាល់អ្នកណាហើយគ្មានថ្ងៃភ្លេចងាយៗទេ រស្មីញញឹមចង់មាត់មើលទៅរតនៈហួសចិត្តគេនិយាយបានពីរោះណាស់ស្គាល់ហើយគ្មានថ្ងៃភ្លេចតែគេបំភ្លេចពីសម្បត្តិដែលធ្លាប់ស្បត់ជាមួយនាងភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលគេធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យនាងទោះបីរយៈពេលខ្លីតែវាខ្លាយជាស្រមោលដែលដកជាប់ក្នុងចិត្តស្រីគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបាន ភាពចងចាំរបស់លោកប្រហែលជាអាចចាំបានតែមនុស្សលំដាប់ខ្ពស់ៗប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានទៀមទីឲ្យលោកចងចាំថាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំនោះទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់លោកឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តចង់តាក់ទងប្អូនរបស់លោកឡើយបើគ្មានការអ្វីប្រើនាងខ្ញុំទេលោកគួរតែចេញពីបន្ទប់របស់ខ្ញុំ ព្រោះបើមានអ្នកដតីមកឃើញថាលោកប្រុសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកបម្រើវាមិនសមឡើយរតនៈជ្រួញចិញ្ចើមមុខមមមិនចាំបាច់មកធ្វើរឹកពីត្រឹមត្រូវទេនាងស្មានថាខ្ញុំចង់នៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងណាស់ទៅហ៎នាងត្រូវចាំសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់កុំនិយាយបានត្រឹមតែមាត់មាណពសង្ហាបើទ្វារចេញទៅលឿនវឹង រស្មីអង្គុយចុះលើគ្រែទឹកមុខឈឺចាប់ប៉ុន្តែស្រីល្អត្រូវតែទ្រាំឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះឲ្យបានបើគេបំភ្លេចនាងទៅហើយតើស្រស់ស្រីទៅស្រណោះអាល័យអ្វីទៀតនាងចាត់ទុកថារតនៈប្តីរបស់នាងបានស្លាប់ទៅជាមួយចិត្តរបស់នាងទៅហើយឯបុរសដែលនៅចំពោះមុខនាងគេមិនមែនជាបុរសដែលនាងស្រឡាញ់ទេ នាងនឹងគេមិនដែលស្គាល់គ្នាឡើយនៅក្នុងបន្ទប់រតនៈអង្គុយលើកៅអីនៅយ៉រមុខបន្ទប់ទឹកមុខរីកិតមានលោកសង្ហាសំឡឹងទៅស្រះឈោកទាំងអារម្មណ៍តប្រមល់ហេតុអ្វីពេលឃើញមុខរស្មីភ្លាមគេមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នាងពេលឃើញនាងស្និទ្ធស្នាលនឹងសម្បត្តិក្នុងចិត្តអ្នកដូចជាក្តៅក្រហាយដោយគ្មានមូលហេតុ រតនៈមិនមែនជាមនុស្សរើសអើងវណ្ណៈអ្វីទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យរស្មីតាក់ទងប្អូនប្រុសគេព្រោះអ្នកយល់ថានាងចង់ប្រើរូបសម្រស់តាក់ទាញសម្បត្តិដំបូងរតនៈគ្រាន់តែគិតថាប្រហែលមុខរស្មីប៉ុន្តែពេលលឺនាងនិយាយធ្វើដូចជាធ្លាប់ស្គាល់អ្នកនរៈចាប់ផ្ដើមគិតភ្លាមតើគេនឹងនាងពិតជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមែនឬ ចូលហេតុអ្វីអ្នកចាំមិនបានសោះនរៈសង្ហាក្តោបក្បាលជាប់ទឹកមុខឈឺចាប់ខណៈនោះរស្មីបើទ្វារចូលមកទាំងញញើតញញើមនាងមិនចង់ចូលមកបន្ទប់រតនៈទេនាងខ្លាចគេព្រោះទើបតែឆ្លោះគ្នាមុននេះប៉ុន្តែអមមមិននៅគាត់ផ្ដាំឲ្យនាងចូលមកសម្អាតបន្ទប់អ្នកកំឡោះពេលនាងងាកទៅស្រាប់តែឃើញរតនៈដួលនៅលើអិត ក្តៅក្បាលជាប់ស្រែកងោស្រស់ស្រីទម្លាក់អំបោសនិងប្រដាប់ជូតចោលស្ទើរទៅមើលមាណពសង្ហាមកភ័យអ្នកប្រុសកើតអីហ្នឹងរតនៈខាមាត់យ៉ាងណែនញើសដាប់ពេញថ្ងាទឹកមុខគេស្លេស្លាំងខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់
ជួយយកថ្នាំឲ្យខ្ញុំផងម៉ាណវីងក់ក្បាលងើបទៅបើកថតតកក្រោកមើលថ្នាំឲ្យអ្នកកំឡោះស្រស់ស្រីឃើញកំប៉ុងថ្នាំនាងអរភើតចាក់ថ្នាំនឹងយកទឹកទៅហុចឲ្យមាននោះសង្ហាតួបីនាងខឹងដែលគេមើលងាយនាងខឹងដែលគេធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ប៉ុន្តែពេលឃើញសភាពរបស់គេមុននេះនាងអត់បារម្ភមិនបាន រតនៈផឹកថ្នាំរួចក្បាលគេមិនសូវឈឺខ្លាំងដូចមុនទេរស្មីជួយទប់ខ្លួនគេឲ្យទៅសម្រាក់លើក្រែក្នុងបន្ទប់ពេលនៅគិរស្មីទើបអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថានាងស្អាតណាស់ស្អាតពីធម្មជាតិពិតៗថ្ពាល់ស្រីក្រហមព្រឿងព្រឿងរោមភ្នែកងោច្រាងក្លិនខ្លួនក្រអូបស្រទន់គួរឲ្យចង់ថើបនេះនាងមិនចាំបាច់តបតែងកាយផងស្អាតម្លឹងទៅហើយ អញ្ចឹងទេតើទើបសម្បត្តិចូលចិត្តនៅក្បែររស្មីរតនៈប្តីខ្លួនលើពូកទាំងល្វើយមុខគេនៅស្លេកស្លាំងនៅឡើយរស្មីបំរុងចេញទៅរតនៈឧទានតិចៗអរគុណម៉ាណវីមើលមុខអ្នកកំឡោះផាំងបន្តិចទើបតបទាំងមុខស្រពូនមិនអីទេអ្នកប្រុសមិនស្រួលខ្លួនគួរតែទៅពេទ្យព្រោះខ្ញុំមើលទឹកមុខអ្នកប្រុស ស្លេកស្លាំងខ្លាំងណាស់រតនៈសើចញញឹមខ្ញុំមិនអីទេពេលដែលគិតច្រើនតែងតែបែបនេះលេបថ្នាំរួចសម្រាប់មួយសន្ទុះអស់អីហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបរត្រីនាងជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំផងកញ្ញាងក់ក្បាលចាឆោមល្អដើរចេញរតនៈតាមមើលនាងក្រមុំភាំង អ្នកប្រហែលជាមើលនាងខុសហើយព្រោះរឹកពេលលក្ខណៈរបស់នាងពិតជារំទុំស្លូតបូតអ្នកស្ដីថាឲ្យនាងសបបែបយ៉ាងតែនាងមិនខឹងគុំគួននឹងអ្នកទេពេលខ្លះអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នាងប៉ុន្តែអ្នកនឹកមិនឃើញសោះពេលខំរោគនឹកធ្វើឲ្យក្បាលរបស់អ្នកឈឺស្ទើរតែប្រេះបែកទៅហើយដូច្នេះទើបនៅរកសង្ហាមិនចង់គិត ព្រោះពេលដែលក្បាលអ្នកឈឺម្ដងម្ដងគឺពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់រស្មីបើកទ្វារចូលមកដៃកាន់ថាបបោមកដាក់លើតុកឲ្យអ្នកកំឡោះនាងក្រមុំឃើញរតនៈកំពុងដេកលក់ស្រីល្អដាស់អ្នកកំឡោះតិចៗព្រោះល្ងាចហើយអ្នកប្រុសក្រោកឡើងញ៉ាំបបោសិនទៅនឹងបានលេបថ្នាំមាននប់សង្ហាបើកភ្នែកសន្សឹម ក្រោកផ្អែកខ្នងនឹងក្បាលក្រែទាំងល្វើយបបោមាត់អ្នកប្រុសសង្ហានៅស្លេកស្លាំងនៅឡើយរស្មីបំរុងចេញទៅវិញរតនៈឧទានតិចៗខ្ញុំគ្មានកម្លាំងទេនាងជួយបញ្ចុកខ្ញុំបន្តិចបានទេស្រីល្អងាកមើលមុខអ្នកកំឡោះផាំងបន្តិចរួចងូក្បាលព្រោះមើលទៅគេពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់ស្រីល្អអង្គុយចុះក្បែរមាណពសង្ហា ម៉ាណវីបញ្ចុកបបរតនៈដោយយកចិត្តទុកដាក់រតនៈតាមមើលគ្រប់កាយវិការដ៏ទន់ភ្លន់របស់រស្មីកាន់តែនៅក្បែរកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាចិត្តដិតរវល់តែសម្លឹងមុខនាងក្រមុំរតនៈឆ្លក់បបរនាងក្រមុំប្រញាប់ហុចកែវទឹកឲ្យរតនៈទាំងបារម្ភរតនៈផឹកទឹករួចតបអរគុណហើយ ថ្វីដៃធ្វើម្ហូបរបស់នាងក្រាន់បើអ៊ំម៉ុំបបោមិនដែលត្រូវចិត្តខ្ញុំសោះអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះនាងទទួលការងារធ្វើម្ហូបចុះចាំខ្ញុំបន្ថែមប្រាក់ឲ្យរស្មីមើលមុខរតនៈភាំងបន្តិចមើលទៅគេដូចជាមិនចិត្តអាក្រក់ដូចមុនទេចាអរគុណអ្នកប្រុសលឺថានាងចង់រៀនក្រៅម៉ោងមែនទេរោគសាលាបានហើយឬនៅ ស្រីល្អបន្ធូរដង្ហើមធំតបទាំងស្រពូនចាប៉ុន្តែរោគសាលាមិនទាន់បានម្យ៉ាងទៀតមិនទាន់មានលុយគ្រប់ព្រោះខ្ញុំបានទៅសួរតម្លៃរួចហើយថ្លៃសិក្សានៅភ្នំពេញថ្លៃណាស់មិនដឹងថាពេលណាសន្សំលុយគ្រប់ទេរតនៈមើលមុខស្រីល្អដោយក្តីអាណិត ពីមុនអ្នកគិតថានាងចង់ប្រើខ្លួនប្រាណដើម្បីស្វែងរកក្តីសុខព្រោះមិនចង់លំបាកការពិតមិនដូចដែលអ្នកគិតឡើយ
កៅភ្នែករបស់រស្មីពិតជាស្មោះត្រង់ហើយរតនៈមើលដឹងថារស្មីពិតជាចង់រៀនមែនមិនមែនធ្វើពុតប្រុសត្រូវការលុយទេនៅរស្សង្ហាធ្លាប់យល់ខុសចំពោះនាងដោយសារតែឃើញនាងនឹងសម្បត្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទាំងដែលនាងទើបតែមកធ្វើការផ្ទះនេះបានមួយថ្ងៃមាននប់សង្ហាត្រង់គិតបន្តិច បញ្ហាលុយមិនសំខាន់ទេខ្ញុំឲ្យនាងខ្ចីប្រាក់ខែមុនក៏បានសំខាន់ឲ្យតែនាងចង់រៀនដោយពិតប្រាកដមិនមែនឆ្លៀតពេលវេលាទៅដើរលេងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជួយស្រីល្អបើកភ្នែកធំធំទឹកមុខត្រេកអរអ្នកប្រុសនិយាយជាការពិតទេមាណពសង្ហាញញឹមងក់ក្បាលខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយលេងទេ អញ្ចឹងពេលទំនេរនាងទៅរើសាលារៀនចុះហើយត្រូវចៃវីប៉ុន្មានប្រាប់ខ្ញុំម៉ានវីដាក់ចានបបរចុះសំពះរតនៈដោយរំភើចាអរគុណអ្នកប្រុសខណៈនោះសៅភីបើកទ្វារបន្ទប់ចូលមកឃើញរស្មីអង្គុយលើពូក្បែររតនៈនាងខឹងឆេវស្ទុះមកទាញសក់រស្មីពីក្រោយអស់ទំហឹងនាងឯងចង់ធ្វើស្អីហ៎ រស្មីក្តោបសក់ជាប់ក្រវីក្បាលតិចៗខ្ញុំមិនបានធ្វើស្អីទេអ្នកនាងសោភីរុញរស្មីដួលទៅលើឥដ្ឋបំរុងស្ទូទៅតែកំភ្លៀងនាងតាមចិត្តខឹងតែរតនៈចោលទៅលើក្រែចាប់ដៃសោភីជាប់ទាំងឈរត្រេតត្រោតព្រោះអ្នកកំឡោះនៅវិលមុខនៅឡើយអូនភីកុំធ្វើបែបនេះវាមិនដូចដែលអូនគិតនោះទេ សោភាខំមាត់មុខមមក្រវាដៃរតនៈចេញមាននប់សង្ហាដួលទៅប៉ះនឹងតុកធ្វើឲ្យកែវធ្លាក់បែកខ្ចាយរស្មីស្ទូទៅជួយទប់រតនៈខ្លាចគេដួលចំអំបែងកែវដៃរស្មីច្រត់ចំអំបែងកែវឈាមហូររហាមរតនៈបើកភ្នែកធំធំទឹកមុខតក់ស្លុតចាប់ដៃរស្មីជាប់ដោយក្តីបារម្ភសោភាទាញដៃរតនៈចេញមុខខឹង ខ្ញុំក៏មិនចង់គិតថាបងបន្ទាបខ្លួនទៅស៊ីរបស់ស្មោកគ្រោកដែរបើបងមិនស្រួលខ្លួនហេតុអីមិនទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អូនព្រោះអូនជាអនាគតភរិយាបងមានតួនាទីមើលថែបងមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកបំរើមកមើលថែដល់បន្ទុកបែបនេះទេវាមិនសមភ្នែកអ្នកដទៃរតនៈមើលមុខសោភីមុខមិនសប្បាយចិត្តរស្មីក្តោបដៃជាប់ឈាមហូរតក់តក់ អោនមកចោះទាំងស្រពូនសម្បត្តិលឺសំឡេងក្តងក្តាំងក្នុងបន្ទប់បងប្រុសក៏ចូលមកមើលឃើញរស្មីមានរបួសអ្នកកំឡោះសួរទាំងបារម្ភរស្មីដៃហូរឈាមច្រើនណាស់ឆាប់ទៅរុំរបួសទៅនៅឈោស្ងៀមដល់ណាទៀតសម្បត្តិមើលទៅសោភាទាំងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេហើយអ្នកណាយល់ខុស អ្នកណាយល់ត្រូវឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សដែលប្រើហិង្សាទេមានរឿងអ្វីនិយាយគ្នាតាមសម្រួលក៏បានសោភីសំឡាក់សម្បត្តិមកខឹងមនុស្សប្រុសតែងតែកាន់ជើងមនុស្សប្រុសដូចគ្នាបើសម្បត្តិជាខ្ញុំតើសម្បត្តិនឹងគិតបែបណាដល់ឃើញមនុស្សស្រីមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួននោះរតនៈក្តោបក្បាលជាប់មុខស្លេកស្លាំងនិយាយទាំងល្បើយបានហើយបងអស់កម្លាំងណាស់ចង់សម្រាក បានហើយបងអស់កម្លាំងណាស់ចង់សម្រាកនាំគ្នាចេញទៅចុះរស្មីឲ្យនាងនួនមកបោសសម្អាតបន្ទប់ខ្ញុំផងសោភីចាប់ដៃរតនៈមុខបារម្ភបងឈឺក្បាលមែនទេចាំខ្ញុំនៅកំដររតនៈរីដៃមិនចាំបាច់ទេបងអាចនៅម្នាក់ឯងបាន សោភីប្រែមុខក្រញើដើរចេញលឿនវឹងសម្បត្តិនាំរស្មីទៅរុំរបួសរតនៈតាមមើលរស្មីមុខស្រងោតហេតុអីក៏នារីដែលអ្នកត្រូវរៀបការមានចិត្តកោងកាចបែបនេះបើអ្នកដឹងពីមុនថាសោភីជាមនុស្សប្រើតែអារម្មណ៍ដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាពិចារណារឿងរៀបការដែលចាស់ទុំសំគមនេះហើយប៉ុន្តែបើមកគិតពេលនេះ គឺយឺតពេលទៅហើយព្រោះថ្ងៃរៀបការរវាងអ្នកនិងសោភាកាន់តែគៀកណាស់ហើយ
រតនៈមិនចង់បញ្ចប់វាដោយសារតែបញ្ហាយល់ច្រឡំតិចតួចនេះទេអ្នកគិតថាសោភីនៅក្មេងឆេវឆាវរៀបការរួចនាងអាចនឹងកែប្រែបានប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះមិនបានគិតថារៀបការគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងជីវិតមិនមែនចេះតែសម្រេចចិត្តដោយងាយឡើយព្រោះនឹងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អស់មួយជីវិត ភាគទី2នៃរឿងថ្ងៃជួបថ្ងៃព្រាត់ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់រង់ចាំតាមដាននិងសន្តាប់នៅភាគទី3និងភាគបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា